Mời quý khán giả gặp lại chị Hằng My với những thông tin thời tiết hữu ích. Từ sáng đến chiều nay thì nhiều nơi ở miền Tây Nam Bộ lại tiếp tục có mưa. Không biết là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào vậy chị Hằng My? Dạ vâng, thưa chị Thiên Nhi, thưa quý vị khán giả và bà con. Đêm nay và ngày mai cả miền Tây và miền Đông Nam Bộ dự báo vẫn có mưa dông đấy ạ. Cụ thể, đêm nay cho đến trưa mai thì mưa sẽ xảy ra vài nơi ở Nam Bộ. Sau đó đến chiều và tối mai thì mưa sẽ diễn ra trên diện rộng khi mà gió mùa Tây Nam, yếu tố gây mưa hoạt động mạnh nhất trong ngày. Cảnh báo mưa vừa, mưa to với lượng trên 50mm có thể gây ra ngập úng ở các vùng trũng thấp và các khu đô thị. Bên cạnh đó, dông sét và gió giật mạnh có nguy cơ cao xảy ra ở bất kỳ tỉnh thành nào. Trong đó, sét là hiện tượng có tính sát thương rất lớn bởi dòng điện đánh xuống mặt đất có thể tỏa ra nhiệt lượng lên đến trên 27.000 độ C, tức là gấp 5 lần nhiệt độ bề mặt mặt trời và lan truyền trên mặt đất với bán kính ít nhất là 15 mét. Ước tính cứ 10 người bị sét đánh thẳng thì đến 8 người bị thiệt mạng. Vì thế, khi thấy mây đen kéo đến, quý vị không nên cố di chuyển ở trên đường, không cố làm việc ở ngoài đồng. Ở những nơi bằng phẳng và rộng thì chúng ta vô tình sẽ trở thành nơi thu hút sét đánh. Mặt tích cực khi mưa xảy ra bất chợt là sẽ mang lại thời tiết dịu mát cho người dân ở thành phố Cần Thơ trong cả ngày mai khi mà nhiệt độ cao nhất không quá 29 độ. Phần lớn các nơi khác ở miền Tây Nam Bộ như là ở tại Phú Quốc, Cà Mau, Bạc Liêu, Vị Thanh, Trà Vinh, Tân An, nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 28 đến 31 độ. Chỉ ít nơi như là Vĩnh Long, Cao Lãnh, Châu Đốc hơi nóng 32 độ. Còn với miền Đông Nam Bộ thì một số nơi như là ở tại Biên Hòa, Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Tây Ninh thì cũng hơi nóng với mức nhiệt là 32-33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu dịu mát hơn với nhiệt độ 30-31 độ. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau, Kiên Giang bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu, Hòn Khoai và Côn Đảo tiếp tục dự báo là sẽ có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.